quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin đáng chú ý sau đây. Vải thiều Việt Nam chính thức chinh phục thị trường EU. Ứng dụng công nghệ kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, nhiều bước tiến đáng khích lệ. Lâm Đồng phát huy hiệu quả các chốt kiểm soát dịch COVID-19. Xe kinh doanh vận tải cần sớm thực hiện đổi biển theo thông tư số 58 của Bộ Công an. Kính thưa quý vị và các bạn, Tổ chức Y tế Thế giới mới đây cảnh báo nguy cơ từ việc các nước mua phải vaccine bị đội giá từ các nhà buôn trung gian. Thông báo cũng khuyến cáo các quốc gia chỉ nên mua những loại vaccine đã được WHO cấp phép sử dụng và có nguồn gốc rõ ràng. WHO đã bày tỏ quan ngại về thực trạng nhiều loại vaccine đang bị các nhóm trung gian bán với giá cao hơn nhiều so với giá thực tế của nhà sản xuất. Đơn cử như một doanh nghiệp ở UAE đã bán vaccine Sputnik V của Nga cho Ghana và Pakistan với giá cao gấp đôi. Theo WHO, các nước nên mua trực tiếp vaccine từ nhà sản xuất hoặc nhà trung gian hợp pháp, nhất là trong bối cảnh hiện có nhiều sản phẩm ngừa COVID-19 giả hoặc không đủ tiêu chuẩn đang được chào bán. Bên cạnh đó, WHO cũng cảnh báo sự bất bình đẳng trong tiếp cận vaccine có thể khiến đại dịch kéo dài dai dẳng. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, trong 6 tháng kể từ khi vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên được đưa vào sử dụng, các nước thu nhập cao đã dùng gần 44% liều lượng trên thế giới, trong khi chỉ có 0,4% được tiêm cho người dân ở các nước thu nhập thấp. WHO nhấn mạnh, sự phân phối vaccine không hợp lý là mối đe dọa đối với tất cả các quốc gia, không chỉ những quốc gia có ít vaccine. WHO cũng cho biết sẽ nỗ lực kêu gọi các nước giàu tăng chia sẻ vaccine tại hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan yêu cầu tạo điều kiện tốt nhất cho những chuyến bay vận chuyển vaccine COVID-19. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam VATM, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV và các hãng hàng không về tạo điều kiện cho những chuyến bay vận chuyển vaccine COVID-19. Do tính cấp thiết của việc nhận dạng và ưu tiên không lưu cho các chuyến bay vận chuyển vaccine COVID-19, Cục yêu cầu Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam bố trí cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các chuyến bay vận chuyển vaccine, cho phép thiết lập quyền ưu tiên hạ cánh cho các chuyến bay vận chuyển vaccine để rút ngắn thời gian vận chuyển, đảm bảo chất lượng vaccine. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất cấp sổ thông hành cho lái xe giúp tối ưu trong phương án vận chuyển hàng hóa giữa hai bên, tiết kiệm chi phí và thời gian. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho đội lái xe là giải pháp hữu hiệu nhất trong phòng chống dịch. Do vậy, Bộ đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, chỉ đạo các cơ quan liên quan trao đổi cả hai địa phương biên giới cùng nghiên cứu thực hiện. Trong khi trà nhãn chính vụ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang trong giai đoạn phát triển quả, thì vườn nhãn của gia đình ông Nguyễn Mạnh Hùng ở thôn Trần Phú, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đã và đang cho thu hoạch với giá bán từ 35 đến 40.000 đồng trên 1 kg. Từ thực tế nhiều năm trồng và chăm sóc nhãn cho thấy, nhãn thu hoạch sớm thường cho giá thành cao hơn nhãn chính vụ, nên ngay khi thu hoạch xong vụ nhãn năm 2020, gia đình ông Hùng đã tập trung chăm sóc và áp dụng khoa học kỹ thuật điều khiển cho năm sảo nhãn ra hoa đậu quả sớm. Ông Hùng cho biết, dù đầu vụ gặp điều kiện bất thuận của thời tiết, nhưng do được áp dụng chăm sóc theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp nên nhãn cho sản lượng trên 2 tấn quả, được thương lái đến tận vườn thu mua với giá 35 đến 40.000 đồng trên 1 kg, cao hơn gấp 2 lần so với giá bán chính vụ. Chiều ngày 7 tháng 6 tại sân bay quốc tế Nội Bài, lô vải thiều Thanh Hà – Hải Dương đầu tiên đã chính thức được xuất đi châu Âu theo Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và EU. Mặc dù bị tác động bởi dịch COVID-19, nhưng Bộ Công Thương đã kết hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ ngay từ niên vụ 2021 để tìm kiếm thị trường tiêu thụ trong nước và đặc biệt là xuất khẩu. Dự kiến lô vải này sẽ được bày bán ở thị trường EU, một trong những thị trường xuất khẩu tiềm năng nhưng cũng vô cùng khó tính sau vài ngày tới. Trung tâm Tình nguyện Quốc gia phối hợp cùng Hội cựu sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã có sáng kiến xây dựng chiến dịch tình nguyện, đồng hành online bán vải Bắc Giang để mỗi người đều có thể trở thành cộng tác viên bán vải online. Đó không chỉ đơn thuần là giao thương mà còn là sự chia sẻ yêu thương khi cả nước hướng về tỉnh Bắc Giang. Chỉ cần có một thiết bị thông minh, tải app và một vài thao tác đơn giản, bất kỳ người nào cũng có thể là tình nguyện viên của chương trình đồng hành online bán vải Bắc Giang
góp phần hỗ trợ bán hàng online, tiêu thụ vải thiều Bắc Giang như anh Nguyễn Sơn. Chỉ trong chưa đầy một tuần, anh Sơn đã bán được 2,5 tấn vải. Thì cái phương thức bán hàng này rất là đơn giản, mình chỉ cần share bài thôi và mình cũng có tương tác tốt ở trên mạng xã hội, cho nên là cho đến hiện nay thì mình có khoảng 390 đơn sau 5 ngày tham gia bán hàng. Chiến dịch tình nguyện đồng hành online bán vải Bắc Giang phát động từ ngày 31 tháng 5, được triển khai thông qua nền tảng hỗ trợ của một đơn vị đồng hành. Hàng ngày, chiến dịch nhận được sự ủng hộ trên tinh thần tình nguyện từ các đơn vị tham gia vận chuyển, phân phối, các tình nguyện viên bán vải online. Đặc biệt là các khâu giao dịch luôn được đảm bảo thông suốt và an toàn trong dịch bệnh. Kể từ ngày chính thức phát động và triển khai đến nay, đã có trên 500 tình nguyện viên đăng ký bán hàng online với số lượng gần 65 tấn vải được bán. Lợi nhuận thu về cho người nông dân trồng vải Lục Ngạn Bắc Giang gần 2 tỷ đồng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cho đến khi nào mà bà con Lục Ngạn thu hoạch được hết vải và tiêu thụ được hết cái số vải đó, thì khi đó chúng tôi, cái sứ mệnh của chúng tôi thì mới hoàn thành. Trong thời điểm dịch bệnh còn chưa thể khống chế hoàn toàn, những chiến dịch tình nguyện với cách làm đổi mới sáng tạo như thế này là những việc làm ý nghĩa và nhân văn của những người trẻ, vì chỉ cần ở nhà cũng có thể tình nguyện làm những việc có ích. Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 6, các tình nguyện viên đã chính thức tiêm thử nghiệm vaccine Made in Việt Nam Nanocovax giai đoạn 3. Giai đoạn 3 nhằm mục đích đánh giá hiệu quả bảo vệ của vaccine đối với cộng đồng, tiêm thử nghiệm nhóm liều 25 microgram và nhóm tiêm giả dược đối chứng. Các kết quả thử nghiệm hai giai đoạn đầu cho thấy vaccine Nanocovax an toàn, 100% tình nguyện viên đều sinh kháng thể từ hàng chục đến hàng trăm lần, cao hơn kỳ vọng rất nhiều. Vaccine cũng có hiệu quả với biến thể Anh và Nam Phi. Tác dụng với biến thể Ấn Độ sẽ tiếp tục được nghiên cứu trong giai đoạn này. Với tình hình dịch bệnh vẫn có những diễn biến phức tạp ở nước ta như hiện nay, việc tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế là hết sức cần thiết. Bên cạnh đó, việc áp dụng khoa học phát minh và những công nghệ đồng hành cùng sức người trong việc cảnh báo và kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh cũng đã đạt được những bước tiến đáng khích lệ. Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản chấn chỉnh việc phòng chống dịch COVID-19. Các đơn vị kinh doanh vận tải bắt buộc lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và hành khách đeo khẩu trang. Việc kiểm tra sẽ dễ dàng hơn bởi công nghệ cảnh báo không đeo khẩu trang. Và đặc biệt, công nghệ cảnh báo không đeo khẩu trang được cung cấp miễn phí trong giai đoạn này. Trong cái bối cảnh tình hình dịch COVID đang lan rộng trên cả nước, thì chúng tôi bắt đầu đưa cái phần liên quan đến xử lý hình ảnh khuôn mặt hành khách, nhân viên trên xe về hành vi không đeo khẩu trang để cảnh báo trực tiếp cho người lái xe, người phụ xe để họ cảnh báo khách hàng tốt hơn. Hệ thống phân tích được kết nối với camera trên xe để lấy dữ liệu hình ảnh. Sau đó công nghệ sẽ tự động phân tích và gửi thông báo về đơn vị vận tải mỗi khi phát hiện có người không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng cách. Hệ thống có khả năng đánh dấu khuôn mặt không đeo khẩu trang. Tính năng cảnh báo không đeo khẩu trang sẽ giúp người dân yên tâm hơn khi di chuyển bằng các phương tiện hành khách công cộng, giảm thiểu lây lan dịch bệnh trong môi trường đông người, khép kín, dễ lây nhiễm. Các doanh nghiệp vận tải cũng tiết kiệm được nguồn nhân lực, vật lực. Ngoài việc phát hiện người không đeo khẩu trang, các ứng dụng công nghệ thời gian tới còn hỗ trợ việc cảnh báo tài xế sử dụng điện thoại, không đeo dây an toàn, cảnh báo có người bị bỏ quên trên xe, kết nối camera nhiệt để tự động phát hiện khi nhiệt độ cơ thể khác thường. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại các địa phương trong cả nước, tỉnh Lâm Đồng tăng cường phát huy hiệu quả hoạt động của các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra vào tỉnh nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của dịch bệnh vào địa bàn. Tại chốt kiểm soát dịch bệnh số 1 Đồng Nai, Lâm Đồng trên quốc lộ 20, đoạn Đèo Chuối, huyện Đạ Hoai, các lực lượng liên ngành gồm y tế, công an, quân đội, thanh tra giao thông và dân quân tự vệ tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ từ ngày 29 tháng 5 đến nay. Mỗi ngày, chốt kiểm soát dịch này đã thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế và các biện pháp phòng dịch cho hàng chục nghìn lượt người và phương tiện. Nhiều trường hợp đi về từ vùng dịch được thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định. Là chúng tôi vẫn quán triệt là không để lọt các đối tượng F0, F1, F2 đó, từ những vùng dịch bệnh, những vùng đang áp dụng theo cái chỉ thị 15, 16 của chính phủ để vào địa phương tỉnh Lâm Đồng. Bên cạnh đó chúng tôi cũng đã có một cái kế hoạch là tờ trình xin sở y tế là tăng cường những nhân lực từ các trung tâm y tế bạn để chi viện cho chúng tôi nếu như thời gian chúng ta triển khai dài để đảm bảo sức khỏe cho anh em y tế sẵn sàng coi là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà coi là tỉnh và đảng và nhà nước và nhân dân giao cho.
nhận tại các chốt kiểm dịch, các lực lượng chức năng luôn túc trực 24/24 giờ cùng phối hợp để thực hiện nhiệm vụ, đồng thời tích cực tuyên truyền cho người dân về phòng chống dịch bệnh. Đa số người dân lái xe qua các chốt kiểm soát đều có ý thức hợp tác với cán bộ y tế, đo thân nhiệt, chia sẻ đầy đủ chính xác thông tin lịch trình đi lại. Về các cái phương án để mà phối hợp trong cái việc kiểm soát tất cả các cái phương tiện cũng như thế là người tham gia đi vào tỉnh mình theo cái kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thì chúng tôi đã bàn rất là kỹ và họp tất cả các cái tổ lại và phân công cụ thể từng lực lượng làm cái việc gì, làm như thế nào và để đảm bảo thực hiện theo đúng yêu cầu của lãnh đạo cấp trên. Tính đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng đã có 12 chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại tất cả các cửa ngõ vào địa phương để kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó, 5 chốt do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng thành lập, 6 chốt được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao cho Ủy ban Nhân dân các huyện thành lập. Nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh, đến nay tỉnh Lâm Đồng chưa ghi nhận ca mắc COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu tháng 5, Hà Nội đã ra quy định cấm các hoạt động thể thao, sự kiện tập trung đông người ở công viên vườn hoa để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, sau hơn một tháng, nhiều người dân Hà Nội đã phớt lờ lệnh cấm này, thậm chí vẫn tụ tập thành nhóm đông, bất chấp khuyến cáo từ chính quyền. Khu vực Hồ Hoàn Kiếm, mặc dù đã có biển cấm, thế nhưng vẫn rất đông người dân tụ tập tại đây để đi dạo hay tập thể dục. Khi bị lực lượng bảo vệ nhắc nhở, nhiều người lại chuyển hướng xuống tập tại lòng đường, bất chấp các phương tiện vẫn qua lại như thế này. Do lo ngại bị phạt, nhiều người đã xuống những hầm đi bộ để tập thể dục. Lực lượng bảo vệ cho biết, mặc dù đã nhắc nhở nhiều lần, nhưng rất khó để cấm người dân tụ tập tại đây. Khuyến cáo của chính phủ là như vậy, nhưng mà có những người thì người ta có ý thức thì người ta đi một vòng, hai vòng. Còn có những người người ta cố tình đi thì chúng tôi cũng không thể nào là giải quyết được và cũng không thể nào nói được. Bởi vì đấy là do ý thức của từng người thôi. Biết luật nhưng vẫn phạm luật, vi phạm các quy định phòng chống dịch khi thấy vắng bóng lực lượng chức năng là tâm lý chung của rất nhiều người dân hiện nay. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh khi không may có một ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Hơn lúc nào hết, mỗi người dân cần phải tự ý thức và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch để giữ cho thủ đô được an toàn. Những ngày qua, hàng trăm công nhân khu công nghiệp Nam Sông Hậu gặp khó khăn khi tuyến phà qua sông giữa Hậu Giang và huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long ngừng hoạt động. Vì người dân cho rằng do tình hình dịch COVID-19 nên đã ngăn sông. Phóng viên truyền hình đã tìm hiểu nguyên nhân trên. Chiếc phà của chị Đinh Thị Phượng Liên phải tạm dừng ngày 5 tháng 6, lý do hết hạn đăng ký, chưa được cấp phép hoạt động trở lại. Tuy nhiên, đó là chuyến phà duy nhất cho hàng trăm công nhân, người dân và thương lái ở các xã Lục Sĩ Thành, Phú Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long qua Hậu Giang. Thì không đưa thì lớp mà công nhân mà dồn khách lại, dồn lại đứng trên bờ phà mình thì vẫn đậu không đó. Thì họ đi qua không được, họ chỉ đứng họ than trời, họ kêu trời, họ quay trở lại thôi. Chứ mình cũng chấp hành là mình không đưa. Như vậy, việc ngăn sông, cấm chợ của tỉnh Hậu Giang là không chính xác. Tuy nhiên, việc ngưng cấp phép phà không hoạt động gây khó cho người dân, nhất là công nhân. Phà không có chạy nên tụi em không có đi làm được, nhiều người lắm luôn, người ta đi về người ta nghỉ hết rồi. Bữa nay em xin nghỉ không được nên em đứng em đợi, giờ nào phà chạy em đi làm. Giờ khó khăn lắm anh, tại vì công nhân của em là nhờ chỉ có được cái chiếc phà này để đi thôi à. Rồi không có phà này tụi em đâu đi làm được đâu. Trước tình hình dịch COVID-19 phức tạp, tỉnh Hậu Giang đã nhiều lần làm việc tại các khu công nghiệp. Bên cạnh việc chống dịch, ngoài đảm bảo sản xuất, còn phải chăm lo đời sống cho công nhân. Như vậy mới đảm bảo việc phát triển kinh tế. Vậy, việc tạo điều kiện cho công nhân ngay thời điểm này rất cần thiết. Việc là cho các cái bến phà ngưng hoạt động là việc này là đúng với quy định của pháp luật. Vì đã hết phép rồi để giải quyết cái vấn đề bà con nhân dân công nhân làm việc ở khu công nghiệp thì chúng tôi chỉ đạo cho Sở Giao thông phối hợp với các cơ quan chức năng để xem xét cho bà con đi tạm trong một cái thời gian ngắn. Hiện người dân của hai huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang và Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long rất cần sớm giải quyết để thuận tiện đi lại nơi đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình với những thông tin đáng chú ý khác.
Để chuẩn bị tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã huy động hơn 500 thanh tra làm nhiệm vụ cắm chốt tại 184 điểm thi. Để bảo đảm an toàn cho thí sinh dự thi, lực lượng thanh tra sẽ kiểm tra và bố trí khu vực thi, phòng thi, chỗ ngồi của thí sinh nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế, điện nước và các phương án xử lý các tình huống bất thường tại điểm thi. Ngoài ra, Sở cũng thành lập 16 tổ giám sát để kiểm tra các hoạt động của đoàn thanh tra tại các điểm thi. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội diễn ra vào ngày 12 và 13 tháng 6 năm 2021 với sự tham gia của hơn 93.000 thí sinh. Còn tại tỉnh Đắk Lắk, mùng 9 tháng 6, hơn 1.800 học sinh trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bước vào ngày thi thứ 2, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là khi vừa qua, Đắk Lắk đã ghi nhận 4 ca bệnh COVID-19. Trước kỳ thi diễn ra, các trường đã tiến hành khử khuẩn toàn bộ phòng thi, nơi làm việc của hội đồng coi thi và chỗ ở trong khu nội trú cho thí sinh. Các đơn vị cũng bố trí sẵn sàng các phòng dự thi cho thí sinh thuộc diện phải cách ly. Các thí sinh dự thi đều phải khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang đúng quy định. Tại tỉnh Đắk Lắk, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 được tổ chức đối với hai trường chuyên là Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du và Trung học phổ thông dân tộc nội trú nơi Trang Lưng với hơn 1.800 thí sinh. 56 trường còn lại đều tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển. Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh đã chỉ đạo các nhà trường thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của ngành y tế. Thông tư số 58/2020 của Bộ Công an quy định ô tô kinh doanh vận tải phải đổi biển số sang màu vàng từ ngày 1 tháng 8 năm 2020 và hạn chót là đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Mặc dù thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, nhưng cho đến nay, số lượng phương tiện hoàn thành việc thay đổi biển số còn tương đối hạn chế, đặc biệt là đối với các phương tiện kinh doanh vận tải theo hợp đồng. Anh Nguyễn Minh Ngọc là một chủ xe kinh doanh vận tải. Trước đây anh cũng lo lắng việc thực hiện đăng ký biển dành cho loại hình xe kinh doanh vận tải sẽ mất nhiều thời gian, nhưng tại đội đăng ký xe số 5 phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội lại hoàn toàn khác. Cái này từ lúc mình vào đăng ký khai cho đến lúc ra lấy biển là mất khoảng 10 phút, tâm lý e ngại về thủ tục thôi. Họ chưa biết tới thì họ còn e ngại, nhưng mà khi có thể giải thích kỹ cho họ thì họ sẽ bớt e ngại và họ sẽ không có cái rào cản như vậy. Thuận lợi nhanh chóng là thế, nhưng thời gian qua vẫn còn không ít xe hoạt động loại hình kinh doanh vận tải thờ ơ với việc đổi biển vàng theo quy định. Mà phải nói rằng một cái thông tư đưa ra chỉ trong vòng thời gian rất ngắn đã triển khai được, mà triển khai một ra một cái được toàn dân, kể cả các doanh nghiệp vận tải làm việc chính thống là ủng hộ. Chỉ có những cái doanh nghiệp vận tải là gì, lập lờ đấy, gian lận thì muốn là để không ai quản lý mình. Theo thống kê, số lượng xe taxi tại Hà Nội hiện nay là gần 130.000 phương tiện. Số lượng xe hợp đồng dưới 9 chỗ tính từ tháng 11 năm 2020 đến nay là 47.000 phương tiện. Tính đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có gần 23.000 phương tiện đã thay đổi biển số. Tương tự tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện còn hơn 84.000 trường hợp ô tô, trong đó có phương tiện kinh doanh vận tải theo hợp đồng dưới 9 chỗ, chiếm xấp xỉ gần 60.000 phương tiện, thuộc diện phải đổi sang biển số màu vàng nhưng vẫn chưa thực hiện. Chúng tôi nghĩ rằng là tất cả những ai đã tham gia kinh doanh là phải tạo một cái sân chơi bình đẳng. Quan điểm của tôi, chúng tôi thế này, làm cái gì chúng ta phải có chế tài. Thời gian deadline đến 31 tháng 12, hoàn tất, còn lại tất cả các anh làm muộn. Đấy là một biện pháp cố tình chây ý, thì chúng ta cứ mang theo nghị định 100 ra mà xử lý. Trước tình hình COVID, ngoài việc phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Cục Cảnh sát Giao thông cũng thực hiện nhiều giải pháp đơn giản hóa các thủ tục hành chính, hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp. Tăng cường cái việc khai báo và thông báo đến công an, không phải trực tiếp đến cái cơ quan công an bằng một biện pháp là trên cổng dịch vụ quốc gia, hoặc là sắp tới thì cục sẽ mở thêm một kênh thông tin trên cổng thông tin từ cục để tiếp nhận các cái thông tin để cái đổi biển, và trên cơ sở đó thì công an địa phương sẽ tương tác trên phần mềm cũng như là đặt biển sắt để cấp đổi một cách thuận tiện nhất. Để tránh tình trạng quá tải vào thời điểm cuối năm thì lực lượng chức năng cũng khuyến khích các chủ phương tiện thực hiện đổi biển số ngay từ bây giờ. Việc cố tình không thực hiện theo yêu cầu của thông tư 58 chính là hành vi vi phạm pháp luật và chắc chắn sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật tại nghị định 100 của chính phủ với mức phạt lên tới 8 triệu đồng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.